Lý Nhã Kỳ thẳng thắn chia sẻ về áp lực khi làm người yêu của cô. Đàn ông yêu tôi rất áp lực vì nhà lầu, kim cương tôi có đủ. Nữ diễn viên nói, khi yêu cô không cần về vật chất, muốn được đối phương quan tâm, chiều chuộng. Lý Nhã Kỳ là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Thời gian qua, cô vướng nhiều ồn ào, thị phi. Gần nhất, nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 được cho là muốn giải nghệ vì áp lực, tụt cảm xúc. Cô vừa có cuộc trò chuyện với chúng tôi, nói tụt cảm xúc cũng không đúng, mà đơn giản là tôi đang tập lắng nghe cảm xúc, suy nghĩ từ trong nội tâm. Tôi nghĩ, khi ai trưởng thành đều trải qua những cảm xúc và giai đoạn sống chậm, cảm nhận từ chính bên trong và tĩnh lặng để suy nghĩ, nhìn nhận lại hết trong quá khứ, sau đó sẽ hoạch định những kế hoạch tiếp theo. Người hoạt động nghệ thuật càng cần những lúc ẩn mình, bao gồm nhiều bước chuyển đổi với rất nhiều khoảng lặng và không gian riêng tư. Rất nhiều nghệ sĩ gọi khoảng lặng của mình là thời gian ươm mầm, trau dồi khả năng tĩnh tại là vô cùng quan trọng với những cá nhân làm sáng tạo. Mỗi ngày, hầu hết mọi người trong chúng ta đều thực hiện những hành động và suy nghĩ theo lối mòn lâu năm của thói quen. Đi cùng một con đường, ngồi mãi một chiếc ghế thân thuộc, rất khó để làm một hành động gì đó khác đi một chút và có những cảm xúc mới lạ hơn so với thường ngày. Nghệ sĩ luôn có khoảng lặng trong nghề, mặt nào đó giúp nghệ sĩ định hình con đường phát triển sắp tới, kết nối cảm xúc, tạo dựng góc nhìn mới, rèn luyện kỹ năng và cảm xúc. Với tôi, sau những khoảng lặng như vậy thì bản thân đều có những bước đi nhanh hơn và đổi mới hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Tôi đang tận hưởng cuộc sống bình yên, làm điều mình thích và lên kế hoạch cho mình trong 10 năm tới. Thời điểm này tôi đang tập trung phát triển một số dự án kinh doanh nên tôi đầu tư thời gian vào lĩnh vực này nhiều hơn nghệ thuật. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rút khỏi showbiz. Cuộc đời tôi may mắn được tổ nghiệp thương nên tôi được làm nghệ sĩ, được khán giả yêu thương, ủng hộ, cũng như che chở bảo vệ tôi trước nhiều sóng gió, thị phi trong quá khứ. Và tôi tin tương lai tôi vẫn sẽ được khán giả yêu thương như thế. Tôi biết ơn điều đó vô cùng nên sẽ không bao giờ từ bỏ nghệ thuật hay phủ nhận mình là một nghệ sĩ.